Hiện tại thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình là so sánh giữa hai chiếc máy Realme 11 5G cũng như là Redmi Note 13. Cả hai chiếc máy này thì đều đang là máy xách tay các bạn nhé. Nó có mức giá rơi vào tầm khoảng là 3 triệu 3 cho cái chiếc Realme 11 5G và tầm khoảng 3 triệu 8 cho cái chiếc Redmi Note 13 như thế này ở thời điểm hiện tại. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Đấy thì không biết là có nên cố thêm 500 để mà lên cái chiếc Redmi Note 13 này hay không, hay là chỉ dừng lại cái chiếc Realme 11 5G là được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để tìm hiểu em nó nhé. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên kênh Admin Kha nhé. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế của cả hai chiếc máy này từ ngoài vào trong các bạn nhé. Thì trên cái chiếc Realme 11 5G, nếu như mà so với lại cái chiếc Redmi Note 13 ở cái phần mặt lưng ấy thì phải gọi là 1910. Hai con mình thấy là con nào nó cũng đẹp cả. Nhưng còn khi sang đến phần mặt trước thì nó là một trời một vực rồi. Như ở đây các bạn có thể thấy được rằng là viền trên cái chiếc Realme 11 5G nó cực kỳ dày luôn. Thật ra thì với phân khúc giá tầm khoảng 3 triệu 3 thì cái kiểu thiết kế màn hình mặt trước này không có gì để mà chê cả. Nhưng nếu như so với lại cái chiếc Redmi Note 13 là một trong những cái chiếc máy mà phải gọi là phá giá thiết kế, thì rõ ràng là nó quá là cách biệt đúng không nào. Viền trên cái chiếc Redmi Note 13 nó siêu mỏng luôn. Kích thước camera selfie được đặt ở trung tâm, rất là bé, rất là vừa phải. Mức độ hoàn thiện thì của cả hai chiếc máy này nó cũng xem xem nhau, mình thấy là cũng không có trên quá nhiều. Nhưng còn về cái góc cạnh là cái điểm tiếp xúc giữa mặt lưng và khung viền ở phía sau của cái chiếc Realme 11 5G nó làm hơi sắc, thì đây là một điểm mình chưa thích lắm. Còn đối với lại Redmi Note 13 thì nó sẽ đi theo cái form đối xứng, nó có một cái đường diamond cắt nhẹ rồi, cầm cảm giác nó sẽ đỡ cắn và đỡ sắc hơn so với lại cái chiếc Realme 11 5G. Chưa kể là cái chiếc Redmi Note 13 nó còn sẽ có thêm là một cái cổng hồng ngoại này, cũng như là có cái chuẩn kháng nước IP54, trong khi là Realme 11 5G nó sẽ không có. Cả hai chiếc máy này thì nó cũng sẽ chỉ đều là có loa đơn thôi, chứ nó không có loa kép các bạn nhé. Còn nói về màn hình ấy, mặc dù kích thước tổng thể của cả hai con này nó là xem xem nhau, không trên quá nhiều, chỉ vài mili thôi, nhưng mà kích thước màn hình trên cái chiếc Redmi Note 13 nó sẽ lớn hơn, lên tới là tầm 6.67 inch thay vì là 6.43 inch như là trên cái chiếc Realme 11 5G, vì cơ bản là viền của Redmi Note 13 nó sẽ mỏng hơn. Chưa kể là tần số quét trên Redmi Note 13 nó cũng là 120Hz thay vì là 90Hz, nên là muốn có một cái trải nghiệm mà nó toàn diện nhất về mặt màn hình thì cứ lựa chọn cái chiếc Redmi Note 13 thôi. Còn không thì về cơ bản với cái tần số quét 90Hz trên cái chiếc Realme 11 5G này nó vẫn đảm bảo được một cái độ mượt rất là tốt rồi. Về độ sáng thì cả hai chiếc máy này nó cũng xem xem nhau, tầm khoảng 1000 nit mang ra ngoài trời thì mình thấy là nó cũng không có trên quá nhiều. Realme 11 thì nó sẽ hơi hướng là ám vàng nhẹ, còn với lại Redmi Note 13 thì nó sẽ hơi ám hồng nhẹ. Đấy, thì nhìn chung là cái này nó không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị đâu. Tấm nền của cả hai con này nó đều là AMOLED cho nên là màu sắc nó cực kỳ trong và tươi. Hiệu năng thì cả hai chiếc máy này nó sở hữu cho chúng ta là đều là con Dimensity 6000 series. Với cái chiếc Realme 11 5G thì nó sẽ chạy con chip là Dimensity 6020 có tiến trình là 7 nanomet. Còn đối với lại cái chiếc Redmi Note 13 nó sẽ chạy là Dimensity 6080 có tiến trình là 8 nanomet. Về cơ bản thông số thì nó có một cái sự khác biệt là như thế. Tuy nhiên trải nghiệm thực tế thì hai con này nó đều xem xem nhau, không có trên quá nhiều các bạn nhé. Nói chung là cái con Redmi Note 13 chơi game với mức setting gì thì cái con Realme 11 5G nó cũng sẽ chơi với cái mức setting đó. Được cái nữa là mình thấy là tần số quét 90Hz trên cái con Realme 11 này nó sẽ đảm bảo được rằng là cái độ mượt mà ổn định hơn so với 120Hz có trên cái chiếc Redmi Note 13, thì thoảng nó cũng hơi khựng nhẹ một tí. Option RAM thì trên cái chiếc Realme 11 5G này nó sẽ lại có ưu thế hơn nha, vì nó có RAM tối thiểu đã là 8GB rồi, trong khi là cái chiếc Redmi Note 13 này nó chỉ là 6GB thôi. Đấy, cho nên cũng là một điểm mà các bạn cần phải cân nhắc. Còn bộ nhớ thì tất nhiên là sẽ là cùng chung 128GB rồi. Về ROM tiếng Việt ở thời điểm hiện tại dành cho cả hai chiếc máy xách tay này thì đều đã có ROM tiếng Việt quốc tế rồi các bạn nhé. Với Realme thì nhiều bạn sẽ nhầm lẫn bảo là ROM tiếng Việt thì thực tế cái ROM nội địa nó cũng có tiếng Việt mà. Nhưng mà mình muốn xác nhận với các bạn đó chính là cả hai con này nó đều đã có ROM quốc tế, khắc phục được lỗi là trễ thông báo này cũng như là lỗi định vị. Đấy, cái này thì các bạn không cần phải lo. Xem đến phần camera thì sẽ là một cái sự khác biệt về mặt độ phân giải. Một con thì sẽ có một cảm biến chính về độ phân giải là 64MP và một con thì sẽ là 108MP. Nhưng mà nhìn chung ý, trong điều kiện đầy đủ sáng theo như mình thấy nhá, với bức ảnh mình đang chụp ở đây, mình có phần thích cái nước ảnh trên camera chính của Realme 11 hơn. Nước ảnh nó trong hơn và màu sắc thì nó cũng nịnh mắt hơn. Trong khi bức ảnh tổng thể của cái Redmi Note 13 ấy, thì nó cảm giác là nó hơi bị lóa sáng nhẹ đó, và màu nó hơi bệt, nó không có được
nịnh mắt như là trên cái chiếc Realme 11 5G, và ánh trên cái chiếc Realme 11 nó cũng sẽ là ít noise hơn so với lại trên cái chiếc Redmi 13. Với điều kiện zoom lên 2x thì tất nhiên cả hai con máy này nó đều không có camera tele rồi, thì về chi tiết Realme lại vượt bậc luôn các bạn ạ. Chứng tỏ là cái sự hỗ trợ của phần mềm rất nhiều trong này. Cái chi tiết nó cho ra là nó rất là tự nhiên, nét hơn so với lại cái chiếc Redmi Note 13 luôn. Còn về camera góc rộng thì chắc chắn là Redmi Note 13 nó sẽ ăn, vì chiếc Realme 11 này nó không có cho chúng ta là camera góc rộng, nó chỉ có hai cảm biến thôi. Còn trong điều kiện thiếu sáng ấy thì chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt rõ ràng nhất là về cái phần độ bão hòa. Trên cái chiếc Redmi Note 13 thì nó làm cực kỳ đậm luôn, cực kỳ là nịnh mắt luôn các bạn nhé, màu sắc rất là tươi. Trong khi là cái chiếc Realme 11 thì nó sẽ giữ được cái sự thực tế. Còn về khả năng khử noise cũng như là chi tiết trên cả hai bức ảnh này thì mình thấy nó là xem nhau, không có khác biệt quá là đáng kể. Nhưng còn về khoảng camera selfie ấy, thì cái chiếc Redmi Note 13 nó sẽ làm tốt hơn khi mà nó có một cái cảm biến với độ phân giải cao hơn các bạn ạ. Chụp ra thì thấy nó nét hơn. Chi tiết khi zoom lên các bạn sẽ thấy là da mặt của mình ấy, thì lỗ chân lông cái thứ này kia là bên Realme 11 nó gần như là nó bị mất khá là nhiều. Trong khi là cái chiếc Redmi Note 13 nó lên rất là rõ, và phần mềm làm đẹp trên cái chiếc Redmi Note 13 nó làm rất tốt nữa, cho ra được một cái làn da cực kỳ là tự nhiên. Còn về khoảng quay video ấy, thì trên cả hai chiếc máy này nó đều quay chung một cái độ phân giải là Full HD 30 frame. Tuy nhiên cái điểm mà mình rất bất ngờ ở đây đó chính là thông số của cả hai con này nó không có cái chống rung quang học OIS. Tuy nhiên thì trên cái chiếc Redmi Note 13 nó đã sử dụng cái chống rung điện tử để mà nó cho ra cái khả năng ổn định hình ảnh tương đối tốt các bạn nhé. Mặc dù là về chất lượng video thì mình thấy là Realme 11 nó cho ra được một cái phần video sáng hơn này, cũng như là có độ bão hòa tốt hơn, nịnh mắt hơn. Tuy nhiên thì vì không có chống rung cho nên cũng là một điểm các bạn cần phải cân nhắc nhé. Cần chống rung ấy thì lựa chọn cái chiếc Redmi 13 này. Còn nếu như mà các bạn hay quay video với tripod ấy, có cái chỗ chốt cứng rồi, thì lựa chọn cái chiếc Realme 11 5G này nó sẽ ok hơn. Về cảm biến vân tay ấy, thì các bạn lưu ý nhé, mặc dù là rẻ hơn tới 500 nghìn nhưng cái chiếc Realme 11 5G này nó có cảm biến vân tay ẩn bên dưới màn hình. Trong khi ấy, là cái con Redmi 13 sẽ chỉ là cảm biến vân tay được đặt ở bên cạnh hông thôi. Pin thì cả hai chiếc máy này nó sẽ có chung dung lượng là 5000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh cùng luôn là 33W. Đấy, xem nhau. Và cả hai chiếc máy này hiện tại đang được bán với mức giá là rơi vào tầm khoảng 3,3 triệu cho cái chiếc Realme 11 5G và 3,8 triệu cho cái chiếc Redmi Note 13 đang được bán tại Điện Thoại. Mặc định các bạn sẽ được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng là 12 tháng. Đi kèm với đó là cả hai chiếc máy này đều đã được cài sẵn ROM quốc tế, mua về là dùng, không có sợ bị trễ thông báo, không có sợ bị lỗi định vị. Cũng như là đối với lại dòng Xiaomi thì mặc định là Điện Thoại cam kết không có bán máy demo. Nếu như các bạn phát hiện ra máy demo, ngay lập tức các bạn sẽ được hoàn tiền và tặng máy. Cực kỳ yên tâm luôn đó không nào. Đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Cơ bản ở đây thì mình thấy là với cái sự chênh lệch khoảng 500.000, không hẳn là con Redmi Note 13 khi mà các bạn bỏ ra 3,8 triệu nó sẽ có được một cái sự áp đảo hoàn toàn kiểu như là tốt hết so với lại cái chiếc Realme 11 đâu. Nó cũng là những cái sự đánh đổi đấy. Và ở thời điểm hiện tại thì theo như mình thấy, lựa chọn cái chiếc Realme 11 để tiết kiệm thì nó cũng là hợp lý. Còn nếu như mà muốn có một cái thiết kế cực kỳ đẹp thì có thể là lựa chọn cái chiếc Redmi Note 13. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.